Dạ, xin chắc được phép mình đi vô cái section là cái phần panel discussion với các diễn giả ở đây. Thì cảm ơn Hải, cảm ơn Vinh. Thì mình tự giới thiệu, mình là Thảo, phụ trách về giải pháp của công ty Info. Thì hôm nay được Vinh dự làm phần trao đổi với các anh. Thì anh Hải từ phía IEP thì cho mình thấy là cái những cái rào cản cho cái việc chuyển đổi số là như thế nào, rất nhiều về chi phí, về công nghệ, về rất nhiều thứ, rồi cho chúng ta thấy được một cái SWOT, SWOT, về phân tích về những cái thế mạnh, những cái cơ hội, thách thức cũng như là rủi ro, cho chúng ta thấy được từng từng bước. Sau đó là cái thành phần cốt lõi quan trọng nhất của một cái chiến lược chuyển đổi số, bao gồm là chiến lược, bao gồm con người, bao gồm quy trình và công nghệ. Nhiều doanh nghiệp lại không không tập trung hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung vô về đi mua giải pháp thôi, kiếm giải pháp thôi, mà không tập trung hết tất cả bốn yếu tố như anh Hải đề xuất. Thì đó là một điều rất là tốt, rất là hay. Phần thứ tư anh Hải có chia sẻ là kiến trúc. Ồ, nhìn vô kiến trúc rất là đầy đủ, từ dưới back lên app, lên data, rồi report tool và interface, thì rất là chuẩn chỉnh, và nghĩa đó là một cái kiến trúc mà mọi người có thể tận dụng và xây dựng. Cũng tương tự theo lành phần số 5 là anh Hải cũng chia sẻ có lộ trình 6 bước và cuối cùng là những cái kiến nghị cho doanh nghiệp. Thì đó là một cái sơ lược tóm tắt khi anh Hải chia sẻ. Thì thường thấy là rất là nhiều thông tin anh Hải, thì rất nhiều thông tin và rất là nhiều thông tin bổ ích, và cái slide này cũng sẽ được share cho mọi người để mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì em nghĩ là trong cái khuôn khổ này sẽ không đủ thời gian để mà hiểu hết những vấn đề này. Phần thứ hai, anh Vinh từ BlueScope thì chúng ta thấy được là chia sẻ, chúng ta thấy được là một cái đơn vị thực tế, từ cái đơn vị sản xuất tôm mạ, thì cũng thấy được những cái ưu điểm, rất nhiều ưu điểm, nhưng mà mình nói ưu điểm nhiều quá rồi đó, mình không có lặp lại nhiều nữa ha. Về supply chain, về customer service, về mobility, nói chung là anh Vinh chia sẻ tương đối đầy đủ rồi. Nhược điểm là anh Vinh cũng lại nói về chi phí không về chi phí, về software và hardware. Anh Hải cũng chi phí software, nhưng mà anh Hải là không đồng ý với chi phí. Và anh Vinh có chia sẻ thêm là phần training đào tạo, đúng rồi, phần training đào tạo cho những người mới vào, cho những người mới sử dụng. Và có một cái điều quan trọng thấy là cũng chia sẻ là không thấy liền cái lợi ích trong sau khi go live, Dạ, đúng nó phải có một cái mức đệm không? vài tháng sau khi đóng kỳ vài kỳ, thì đó là cũng là thực tế với kinh nghiệm triển khai ở đây. Và cuối cùng anh Vinh cũng chia sẻ cho một cái platform rất là nhiều cái bong bóng tròn tròn rất là nhiều app, thì nói chung là nhìn trên đó đếm không là thấy là 26 cái app rồi đó, thì nó cũng là rất là một hệ thống tương đối là mình cảm thấy cũng đương đối phức tạp chứ không phải đơn giản về hệ thống quản lý sản xuất, nó là như thế. Sau đó chúng ta nói về chi tiết cho từng app, rồi cái báo cáo report, rồi việc upgrade, và cuối cùng anh Vinh có chia sẻ là cái lợi ích cũng như là cái lộ trình về chuyển số lên cloud. Thì đó là tóm tắt toàn bộ cái nội dung mà hai anh em chia sẻ nãy giờ đó, thì rất là thú vị, rất là hay, và muốn hỏi liền đây, thì chắc là ưu tiên cho anh Vinh trước, anh Hải sẽ ưu tiên sau nha. Thì nãy anh Vinh thì mình thấy là 26 cái app đó thật sự là cũng đuối đó, thì mọi người cũng có nhiều người cũng cũng muốn là chi tiết hơn, và có người muốn hỏi chi tiết về cái order process production load chi tiết luôn. Nhưng mình nghĩ là không có đủ thời gian đây, mình cứ nghĩ là đối với một cái sự complicated như vậy, phức tạp như thế, thì mình có cái lộ trình nào để mà mình xây dựng không? Chắc chắn là không, một lúc mình không thể nào làm 26 cái liền lúc luôn Đúng đó, rồi, phải mình thì không thể nào làm mình cái gì? làm Big Bang một cùng Đúng một rồi, lúc. thì mình sẽ làm cái gì trước, cái gì sau, rồi dựa trên cái nguyên tắc nào để mình xác định cái bước đó thực hiện, thì anh Minh có thể chia sẻ cái gì đó. Ok, thì trước tiên thì cái về cái lộ trình mà một số cái khó khăn mà về cái lộ trình mà để chuyển đổi số lên cái này thì thường đa phần đó mà thì những cái công ty về sản xuất, những cái ban lãnh đạo về sản xuất thì trong công ty sản xuất thì thường không có chuyên nghiệp, không có chuyên về mảng về công nghệ thông tin. Đó, thì cần phải có những cái bộ phận tư vấn để
đưa ra những cái lộ trình, phải từng bước nó đưa ra những cái lộ trình để chuyển đổi số như thế nào cho nó phù hợp. Trước tiên thì mình không có từ mới đầu cơ bản á, thì mình không thể nào mình đẩy vô mình triển khai một cái ERP liền lập tức được, mà phải xây dựng những cái quy trình hả? Những cái quy trình, những cái từng mỗi cái phòng ban như vậy phải có quy trình hả? Từ bảo trì sản xuất phải ra làm sao, những cái từ đầu vào qua công đoạn sản xuất rồi đến ra cái đầu ra như thế nào, phải có lộ trình hết. Thì khi mà có lộ trình như vậy thì mình mới tích hợp chuyển đổi đưa vào cái hệ thống ERP, và khi mà đã đưa lên cái hệ thống ERP rồi thì nó cũng chưa có phải qua những cái phải từng bước một để mình develop lên những cái hệ thống gọi là automation, smart factory này nọ để mới tích hợp vào, và nó tự động nó chuyển đổi số qua cái hệ thống ERP mà không phải nhập bằng tay, không phải tốn nhiều công nhân hay là thời gian để mà làm những cái công việc đó nữa. Đó là một số chia sẻ về cái lộ trình trong cái nhà máy sản xuất. Dạ. Chắc cái phần lộ trình chắc cũng hỏi thêm đúng không? Muốn nói anh Hải muốn nói đúng không? Đó thì cũng đã hỏi anh Hải rồi, thì về mặt tư vấn á, thì mình thấy cái lộ trình thì mình nên như thế nào? Mình chia sẻ với các anh là trước đây mình cũng đã thứ nhất là tư vấn này, sau đó mình trực tiếp điều hành doanh nghiệp về sản xuất. Thì cũng 10 năm mình cũng kể câu chuyện 10 năm vận hành cái doanh nghiệp, đi từ ban đầu rất sơ khai là một người gần như là không có một khái niệm gì về làm việc, thậm chí online. Và đến bây giờ thì dùng ERP của Oracle cũng đã được khoảng 5 năm rồi, 5 6 năm. Thì trước đây mình cái phương pháp của mình thì là như này, là cho đơn vị làm quen trước với môi trường online chưa ERP ngay, mà lại là đầu tiên dùng hồi đấy mình dùng nền tảng SharePoint. Chỉ đơn giản là đầu tiên về những cái thói quen, bởi vì mình nói mình chuyển đổi số, mình chuyển đổi văn hóa số, văn hóa dùng công nghệ thông tin thì cũng cần phải cho mọi người làm quen trước đã, chứ không bùng một cái từ xe đạp nhảy lên máy bay bay ngay được. Đúng rồi. Thế thì hồi đấy mình có làm suốt 3 năm trời cho mọi người tập. Đầu tiên chỉ có mỗi một việc là upload tất cả các tài liệu lên hệ thống online đã, làm việc với nhau trao đổi trên đấy đã, những file Excel rồi những file Word rất đơn giản. Chúng ta cứ lên đấy chúng ta cùng nhau nhìn, và chúng ta không công nhận bất kỳ một tài liệu nào mà offline cả. Chỉ có công tài liệu mà online tôi mới công nhận. Thế từ từ tự nhiên nó vận hành thành một cái văn hóa, một cái thói quen là mọi người lên trên mạng nội bộ để lấy thông tin. Đấy, thế sau đó thì ERP vào nó lại rất thuận lợi, bởi vì khi đó thì nó lại sâu chuỗi lại tất cả các Đúng công việc. rồi. Đấy, thế nên mà cái khả năng thành công nó sẽ cao hơn rất nhiều và mọi người không bị bỡ ngỡ nữa. Đấy, thì cũng là cái chia sẻ về một cái rất là Đó, hợp lý anh Hải. Ngày xưa mình làm cũng đi làm IT dạo, chui cầm bàn cày cày Windows Office miết cơ mà. Thì từ cái thời điểm đấy thì đúng là mình phải có tạo cái thói quen. Dương Dương và cái lộ trình này thì nó có mình có một cái câu hỏi từ anh Bùi Đức Trí Vina One Steel Manufacturing, chức vụ IT Manager, thì có hỏi cho anh Vinh là hai phần, hai câu hỏi luôn. Nhưng mà có thể gom một vô. Thì tại ngoài ERP á, thì mình thấy là còn cái Smart Factories và cái Layer 3. Thì cái câu hỏi của anh Trí là khi nào mình nên làm cái Smart Smart Factory và cái Layer 3? Về cái smart factory của Infor đó, mà thì thường ở những cái mình đầu về quản lý về warehouse thì về quản lý về warehouse thì thường mình phải đi làm những cái đi stock take, đi kiểm kê kho. Thì nếu mà mình không có cái sản phẩm đó thì mình phải làm bằng tay rồi ghi chép lại từng cái sản phẩm đó nằm ở vị trí nào, rồi phải về rồi cập nhật lại trên cái hệ thống. Thì với cái Smart Info Factory đó thì có thể dùng giống như cái súng vậy, mình đi
bắn qua những cái par cost thì nó sẽ tự động nó cập nhật, nó luôn di chuyển từng vị trí kho này, nó cập nhật, nó correct lại chính xác cái vị trí kho đó, chính xác được cái quality của sản phẩm đó như thế nào. Mà ngay cả giống như cái cẩu mà lúc ngồi trên cao gần ở mái nhà đó để cẩu những cái sản phẩm cuồng coi đó, thì đâu có cách nào mà mình đưa lên cái máy tính đồ này nọ ở trên đó. Thì với cái smart info factory đó mình dùng, mình có thể bắn từ xa trên nguyên cái warehouse như vậy đó, mình có thể triển khai wifi nó phủ sóng hết cả cái nhà máy. Và ở trên mỗi cái cẩu như vậy có cái súng, hoặc là trên đó mình có thể đi trang bị thêm những cái tablet, và họ có thể dùng cái smart data đó và cập nhật trực tiếp, gọi là real time luôn, mà không có phải đợi đến khi mà chuyển từ vị trí này qua vị trí khác rồi mới update. Thì nếu mà mình có cái gọi là mình có budget để mình triển khai cái đó, thì nếu mà ở kho thì mình có thể đi làm liền tức khắc, để về cái đó rất là hiệu quả, rất là hiệu quả, cập nhật real time trên cái system của mình luôn thì nó hiệu quả hơn. Còn về cái level 3 mà, thì về cái level 3 thì trước khi mà mình triển khai cái level 3 để cho nó chuyển giữ tự động hóa về cái ở trên cái ERP của mình đó, thì mình trên cái những cái dây chuyền của mình phải có những cái gọi là cái SCADA system mà phải develop bởi, ngày xưa mà đâu thời 2004 thì develop bởi Siemens đó. Thì phát triển những lấy được tất cả những cái tín hiệu của dây chuyền, giống như khi đó thì mới đầu tư thêm những cái con sensor này nọ để lấy ra những cái thông số tự động khi mà cái sản phẩm nó đầu ra, ví dụ về tốc độ của dây chuyền, rồi sản phẩm đó cân nặng bao nhiêu, rồi về tất cả gọi như khoảng đâu đó khoảng tầm hơn 30 cái thông số của một cái sản phẩm như vậy, thì không thể nào mà mỗi đâu khoảng tầm 2-3 phút thì mới ra một cái sản phẩm mới, thì mình đâu có thời gian để mình nhập hết tất cả những cái thông số đó vào trên cái hệ thống ERP. Thì mình phải làm sao để mình tích hợp được và tự động hóa chuyển đổi những cái số đó vào, và nó làm cho mình real time và nó tiết kiệm được rất là nhiều cái thời gian. Thì xưa vừa một cái anh vận hành mà phải kế bên phải có một cái bạn gọi là data entry để mà nhập dữ liệu vào nữa, thì nó tốn rất là nhiều cái con người và thời gian để mà làm cái việc đó, mà nó không có được real time nữa. Cảm ơn anh Vinh chia sẻ rất chân tình về hai cái phần Spark Factories và cái phần Layer 3 như vậy. Có một câu hỏi của khách hàng từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy thông minh Ruco với chức vụ là giám đốc. Thì câu hỏi cũng rất là chân thật, là mình nói rất nhiều về ERP vô sẽ giúp cho mình real time, giúp cho mình chính xác. Nhưng mà câu hỏi này, lấy ví dụ cụ thể hơn để hiểu được luồng thông tin sản xuất trong kho xuất nhập tại sao lại chính xác và hiển thị thời gian thực được. Đó là cái ý nhất. Và cái thứ hai là văn hóa doanh nghiệp để chuyển đổi số thì cần chi tiết như thế nào. Thì chắc là câu đầu, cái phần đầu thì chắc là anh Vinh, cái phần sau là chắc anh Hải. Cái phần đầu anh Thảo lấy ví dụ để thấy được cái luồng thông tin sản xuất kho nhập xuất có thể chính xác, tại sao nó lại chính xác được và hiển thị thời gian thực. Ok, về cái vấn đề đó thì ví dụ như một cái sản phẩm đầu ra, ví dụ nó nặng là 5 tấn, thì khi mà chuyển vừa đầu ra như vậy thì nó sẽ đưa lên một cái cân và mình tích hợp cái sensor vào đó, trên cái cân đó thì nó sẽ tự động nó đẩy vào trên cái hệ thống level 3 cái dữ liệu đó là 5 tấn chính xác. Và thí dụ như cái line tốc độ của dây chuyền mình chạy tốc độ đâu khoảng tầm thí dụ như 100 mét trên giây, thì nó sẽ nó tốc độ đó, và thí dụ như nó có khi là 80, 90, 100 thì mình sẽ tính ra được cái real time nó là 90, hoặc là có lúc chậm lúc ấy, nhưng mà tính ra thì nó sẽ lấy được, cũng tích hợp vô cái sensor và nó lấy được giá trị trung bình như vậy, và nó nhập lên trên cái một cái order giống như vậy là 10 tấn thì mình chạy mỗi coi là 5 tấn thì ra nó có thể
tính ra được chính xác là cái line speed và cái tốc độ về cái và cái coi những cái thông số về coi width rồi thickness này nọ ha, và nó rất là chính xác, nó đã đưa đẩy lên sensor và bây giờ đầu tư mấy cái con sensor đó cũng 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 khá không không có đắt đỏ giống như ngày xưa, giờ mà nó thông số nó chính chính rất là chính xác, mình không cần phải nhập bằng tay gì hết. Nó đẩy vô, khi mà vừa ra là nó sẽ đẩy transfer tự động nó lên trên, chỉ cần với một cú click là nó sẽ tự động nó nhảy lên trên entry liền, trên cái ERP liền, nên là nó capture được cái phần đó. Và khi mà về nói về cái real time đó, mà về cái real time thì dây chuyền thì nó có khi là nó chạy chậm hoặc là mình có thể bị stop dây chuyền đó trong khoảng một cái thời gian như đâu khoảng 2-3 phút gì đó, nó cũng sẽ capture lại được hết tất cả những cái phần mà downtime như vậy để nó tính được cái OEE về cái manufacturing excellence report. Thì nó capture được cái phần đó khá là hay, để nó tính được cái về cái hiệu quả của cái dây chuyền đó như thế nào. Nhưng mà nếu mà vấn đề về ngân sách mà cái hạn chế về cái sensor thì anh Hải có cái phương pháp nào không? Là tốt sensor thì quá tuyệt rồi. Đúng thế. Thực ra bên mình cũng đi làm giải pháp cũng thấy có rất nhiều phương pháp, đó là nhiều bước ấy, nhiều mức khác nhau ấy, về tự động hóa đo lường. Đầu tiên là tự động hóa chính anh thống kê ở xưởng. Nhiều khi các doanh nghiệp bây giờ chủ yếu là mình thấy rất nhiều doanh nghiệp xưởng sản xuất là cứ phụ thuộc anh đi anh collect tất cả, anh đi sẽ mỗi ngày anh lại đi mua một loạt tất cả các cái phiếu ở dưới xưởng rồi anh lên anh nhập, thì dữ liệu nó sẽ chắc chắn nó bị trễ và nhập lên các file Excel xong gửi báo cáo cho lãnh đạo, thì như thế số liệu anh tính chưa chắc là đúng, rồi là bên dưới thì các công nhân họ viết thì chữ xấu thì có khi họ viết sai đấy, nên mà rồi cuối cùng lên lên đến thông tin ra quyết định là sai hết, nên đấy cái đấy là cái mình nghĩ là có thể là tự động hóa IT hóa đầu tiên. Thì thực ra cũng có rất nhiều các giải pháp để mình làm cái việc đấy. ERP thì tất nhiên là một cái pháp mình rất là tốt, nhưng mà nó nhiều khi ERP cũng chưa chắc đã nhúng được đến từng công nhân ở phân xưởng, đúng không ạ? Thì cũng có rất nhiều giải pháp mà nó lẻ tẻ, mình có thể mua ngay những cái app về và công nhân họ nhập trực tiếp trên các cái tablet tại tại chính các cái công đoạn của người ta. Thì dữ liệu nó trực tiếp nó đồng bộ lên, thì tuy nhiên nó không phải real time, nhưng ít nhất nó cũng giúp cho mình một cái góc nhìn nó nhanh hơn và nó chính xác hơn. Các cái giao diện của các cái bộ phận công nhân nhập liệu thì rất đơn giản thôi. Trực tiếp từ kế hoạch sản xuất, nó đẩy các lệnh sản xuất xuống, công nhân họ chỉ chọn xong rồi họ điền một số con số, cái máy dừng ở đâu họ chỉ vào đấy, họ ghi nguyên nhân dừng máy, đấy, thời gian dừng máy, lập thời gian dừng máy thì có thể là mình cũng có thể sensor mình đo, họ có thể điền vào đấy được. Nói chung là cái cách thức mà thống kê ở nhà máy sản xuất thì có rất nhiều cách thức mình có thể đầu tư, không nhất thiết là mình cứ phải một cái công cụ thì nó quá to hoành tráng ngay từ đầu. Ok, cảm ơn anh Hải với anh Vinh. Như cái phần 2 anh Hải ơi, anh Vinh anh Hải ơi, phần 2 là văn hóa doanh nghiệp để chuyển đổi số cần chi tiết như thế nào? Nói về văn hóa doanh nghiệp thì nó rất là rộng. Để mà chi tiết được cái văn hóa doanh nghiệp thì đúng là mình cũng chưa nhìn thấy một cái gọi là cái tài liệu nào mà nó chi tiết được cái văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên là có một số khía cạnh các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần để ý, để nhìn thấy những cái dấu hiệu bản thân khi là những lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp, là mình bản thân mình là người lead những cái chuyển đổi văn hóa của doanh nghiệp, bởi vì nhân viên họ sẽ theo gương của lãnh đạo mà. Đấy, nên chúng ta cần thay đổi đầu tiên là chính bản thân, là nhìn nhận về cái chuyển đổi số, nhìn nhận về cái văn hóa làm sao mình truyền đạt xuống. Ví dụ mình chỉ công nhận những con số đấy, làm quen dần mọi người nói chuyện trên con số thay vì chỉ nói chuyện chung. Mà chúng ta chưa, nếu chúng ta chưa thực sự đầu tư vào những cái sản phẩm, các cái công cụ về số, thì chúng ta cứ giấy tờ với nhau chúng ta cũng không nói chuyện trên con số đã, để mọi người thấy trân trọng các con số đưa ra và phân tích trên con số. Đấy, sau đó chúng ta có thể xây dựng các cái hệ thống là phần mềm, nếu có điều kiện chúng ta có thể đầu tư ERP hay là các cái phần mềm báo cáo quản trị thông minh, để nó lấy dữ liệu từ các nguồn trực tiếp nó lên, nó làm cho chúng ta dữ liệu được trực quan hóa và nhanh nhất. Tuy nhiên nếu không thì chúng ta cũng cần phải can chỉnh chính cái hệ thống bên dưới, làm sao họ thay vì mình, nghĩa là mình thay vì tin con người thì mình tin vào con số. Đúng rồi anh,
Em đi vô cuộc em gặp rất nhiều khách hàng, có một khách hàng rất làm em rất là bất ngờ luôn. Vô trong phòng họp là dán cái bảng trong phòng họp luôn, chúng ta chỉ nói chuyện với nhau trên con số. Một cái văn hóa rất hay. Rồi một cái văn hóa khác nữa là mấy anh ngày xưa cứ làm Excel bay xong rồi in ra cho sếp ký, chứ nói giờ không, và không bao giờ ký trên Excel mà form đó nữa, ký trên máy hết. Em nghĩ đó nó cũng tạo ra từng bước, nó tạo ra cái văn hóa rất là hay cho doanh nghiệp về chuyển đổi số. Câu hỏi tiếp theo cho anh cho nào cho anh Vinny ạ, thì có một cái câu hỏi về tích hợp với phần Lab Information Management System, hơi chi tiết một chút, thì không biết là bên mình có từ anh Đức Tiến, Võ Đức Tiến, về cái sự tích hợp giữa ERP và cái Lab Information System. Về cái Blast Information System Phòng thí nghiệm đó anh, mấy cái dữ liệu phòng thí nghiệm á, thì bên mình có không ạ? hiện tại thì có cái phần đó ha. Hiện tại thì ở mỗi cái phòng lab như vậy thì ngày xưa mà phải mỗi một cái sản phẩm như vậy ra thì mình có đâu tầm khoảng hơn 50 cái thông số để mình nhập vào mà làm bằng tay để nhập vào trên khi mà hệ thống bị shutdown hay gì đó mình phải nhập qua bằng Excel hoặc là trên giấy tờ này nọ để mà mình nhập qua rồi sau đó hệ thống nó up lên mình mới nhập vô cái hệ thống ERP. Thì sau đó nhiều nhiều qua cũng một số năm để mình phát triển và upgrade lên thì cải tiến được cái phần đó. Bây giờ là cũng tự động hóa về cái phần bên cái phòng lab mình không phải nhập bằng tay dữ liệu nữa. Đó, thì mỗi một cái máy như vậy để đo được cái độ cứng hoặc là cái nó có tầm đâu về những cái về cái chemical này nọ của cái sản phẩm đó. Thì mỗi cái máy như vậy cũng gắn vô những cái hoặc về những cái sensor trên đó rồi hết. Thì khi mà vừa để vào test thì nó sẽ ra được cái độ dày của sản phẩm bao nhiêu đó, rồi độ cứng bao nhiêu đó, thì nó sẽ tích hợp vào nó đẩy vào hệ thống qua một cái hệ thống trung gian rồi cũng đó là một trong những cái hệ thống gọi là automation luôn và nó liên kết vào cái hệ thống ERP, nó có một cái database riêng và cũng sẽ bảo đảm 24/24 và khi mà ngay tại mỗi phòng lab như vậy nó có một cái server riêng để lưu những cái dữ liệu như vậy để bảo đảm được là khi mà server có bị down hay là có bị mạng miếng rồi có bị rớt đường truyền từ Việt Nam sang Malaysia thì nó cũng sẽ lưu lại và khi hệ thống nó up lên thì nó sẽ transfer vào tất cả những cái dữ liệu đó vào cái ERP. Tại vì mỗi một đâu trong trong vòng 2 phút 3 phút là có một cái sản phẩm đầu ra mà mỗi như vậy nó có tầm đâu khoảng hơn 50 thông số thì nhập bằng tay cũng không kịp. À, thì phải phát triển lên cái hệ thống như vậy để nó tích hợp và nó tự động hóa nó chuyển dữ liệu vào ERP mà không phải nhập bằng tay mà thông số nó rất là chính xác. Từng độ cứng cái độ cứng như vậy từng mm mà nó phải capture vào chính rất là chính xác. Rồi. Anh lại có một câu hỏi cho anh Vinh từ anh Trí nè, anh Bùi Đức Trí, Vina One Steel Manufacturing, IT Manager. Rồi nói thêm là cái phần tích hợp luôn cái phần nhiều quản lý nhân sự đó anh. Thì anh Vinh cho biết về phân hệ quản lý nhân sự có tích hợp vào ERP hiện tại không để mà điều độ nhân lực cho sản xuất anh. Cái phần phần về cái HAM về cái hiện tại thì nó được quản lý riêng trên đó nhưng mà ở trên về sản xuất á, thì mình có về cái quản lý về về time in time out ở trên cái ERP để mình capture được và quản lý được về cái nguồn nhân khi nào mà công nhân not available hay là available trên trên đó để check vào để tích hợp được vào trên cái schedule như vậy. Là như để vừa tính được cái về cái labor cost này nọ để tính vào chi phí giá thành của từng cái sản phẩm ra để mình biết được trên mỗi cái sản phẩm như vậy mình có thể biết được về cái reduction cost về cái labor cost chi phí về điện nước này nọ hết trên đó thì nó sẽ tích hợp để biết được về cái giá thành của sản phẩm.
thì trên trên ERP đã tích hợp được về cái module đó để quản lý được nhân công. Rồi, cảm ơn anh Vinh. Chắc có tiếp thêm một câu hỏi cho anh Hải về mặt chuyển sai á, thì từ từ bạn Hoàng Anh là với doanh nghiệp nhỏ thì làm sao giúp cho lãnh đạo hiểu được và đi theo lộ trình số mà làm sao ép được người dùng theo quy trình? Cái đó cũng là một cái thực tế nó nhức nhối nè trong quá trình chuyển sai. Mình cũng biết thì quá trình đi triển khai các doanh nghiệp mình cũng làm việc rất nhiều với các đơn vị IT, các bộ phận IT ấy, thì đúng là cái khó làm sao để thuyết phục được. Thứ nhất, lãnh đạo của mình hiểu chính xác về chuyển đổi số rồi là người dùng. Đến khi lãnh đạo hiểu và cho phép mà triển khai các dự án thì lúc đấy đến phần người dùng thì lại rất khó để mà thuyết phục. Thậm chí nhiều khi phải gò ép người ta vào cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là những người mà người ta cũng có tuổi, người ta cũng ngại thay đổi. Thế thì cái cách thức thì thứ nhất là đối với lãnh đạo thì nói thật là để cho lãnh đạo thay đổi, mình chia sẻ vui vui thôi, thì người ta nói là có hai lý do nguyên nhân chính để cho người ta thay đổi. Thứ nhất là có mục tiêu hướng đến, một cái mục tiêu gọi là lớn để hướng đến, hoặc thứ hai là có một cái sự cố gì đó Chỉ mà số không làm thì chết đấy, nói kiểu đấy đấy. Thì mình nói vui vậy để mình thấy là hoặc là doanh nghiệp bản thân cái người lãnh đạo người ta có một cái mục tiêu rất rõ ràng để người ta hướng đến, thì trong cái chiến lược mình nói đến thì bản thân chiến lược của doanh nghiệp thì nên lồng ghép những cái liên quan đến chuyển đổi số để nó hiện thực hóa được các cái mục tiêu lâu dài. Thì lúc đấy bản thân lãnh đạo người ta mới nhìn thấy được là à, hóa ra là chuyển đổi số là giúp tôi dụ làm tăng độ hài lòng khách hàng hay tăng trải nghiệm khách hàng hay là mở rộng các cái lĩnh vực kinh doanh nhanh hơn như nào đấy, thì bản thân đơn vị công nghệ thông tin hoặc tư vấn về công nghệ nên nói rõ để cho lãnh đạo hiểu là những cái vĩ mô, những cái tầm nhìn như vậy là bản thân công nghệ thông tin sẽ là một cái gọi là giúp rất là mạnh, đẩy mạnh được cái việc đó đấy. Còn cái việc mà khi mà mình đã có các cái dự án triển khai chuyển đổi số rồi mà đối với các người dùng thì như thế nào, nói chung mối quan hệ nó vẫn cứ là về benefit thôi, về lợi ích thôi. Bây giờ mình làm nào để bản thân cái người mình làm rất rõ để cho cái người dùng người ta thấy cái giá trị cho họ. Bản thân như giá trị rõ ràng nhìn thấy nhất là cái việc liên thông thông tin, người ta không nằm mất xích rời rạc, hoặc là một cái chuỗi nằm trong một chuỗi cả doanh nghiệp thì công việc của họ rõ ràng là thuận lợi hơn rất nhiều nếu tất cả các bộ phận đều đưa thông tin lên hệ thống một cách có trình tự rõ ràng theo đúng quy trình quy chuẩn, thì cái lợi ích đấy rất rõ đối với họ đấy. Còn có những cái lợi ích khác thậm chí là cũng chia sẻ đây, nhiều người cứ nói vào chuyển đổi số thì làm thay mất công việc của tôi thì tôi thất nghiệp à, ví dụ như cái anh thống kê sản xuất đấy, trước đây anh rất happy là đấy mình tôi bây giờ ngôi sao nhé, người chỉ có mình tôi là tôi có thể là thu thập hàng ngày, tôi đi thu thập được tất cả các cái phiếu và tôi có thể nhập lên rất là nhanh cho sếp người nhìn thấy. Tuy nhiên là bây giờ hệ thống công nghệ vào nó tự động nó thu thập hết từ người công nhân đi lên rồi, anh ta chẳng nhẽ thất nghiệp à? Không, chuyển đổi số là cho người ta thay đổi cái công năng, người ta từ một cái vị trí là rất nhàm chán hàng ngày suốt ngày đi nhập mấy cái số liệu đấy thì bây giờ người ta chuyển thành một cái người, thứ nhất là giám sát, người công nhân hướng dẫn quy trình cách thức nhập liệu như thế nào cho nó tiêu chuẩn đấy, và số liệu sai thì cách thức như nào để điều chỉnh, thì nâng anh ta lên một tầm. Bản thân chuyển đổi số là nâng con người lên một tầm chứ không phải là cho người ta mất việc làm. Những ai mà không chịu thay đổi thì đúng là mình cũng công nhận là cũng phải mất việc làm thật, nhưng mà mình phải hiểu là với những người mà mình trong cái thời đại số rồi, chúng ta cần phải nắm vững cái xu thế và chúng ta hiểu cái lợi ích, thì cái từ cách đó chúng ta có thể truyền đạt và hướng dẫn để mọi người đi theo một cái con đường mà thế giới bây giờ cũng đang rất là đẩy mạnh. Cảm ơn anh Hải trả lời luôn cái câu hỏi của anh Phan Hoài Vũ từ công ty RSE Việt Nam IT Manager, là bảo là không không cần IT thì IT thất nghiệp sao, thế thì IT làm sao dám đề xuất chuyển đổi số định hướng Thực sự IT mình IT còn nhiều việc hơn á. không được việc Thì hơn tại vậy. cái câu trả lời với câu hỏi này tiếp nối luôn một cái chủ đề cũng rất là hay, là về cái phần tương đối cách technical một chút, là các biện pháp backup
khôi phục hệ thống ERP khi mà hệ thống bị lỗi vật lý hoặc bị tấn công mạng, các biện pháp thay thế tạm thời trong thời gian khôi phục hệ thống, từ anh Đỗ Tuấn. Nhưng mình không biết anh Đỗ Tuấn từ công ty nào. Thì đúng là cái đó là cũng một cái lo lắng khi mà hệ thống on-prem, còn nếu mình đã có cloud rồi thì tương đối đơn giản. Thì không biết là về mặt anh Vinh thì hiện tại mình có backup restore với cái chuyện này không anh, hay là anh có quản lý hệ thống đó không? Hiện tại thì ở đây cũng dùng cái OneDrive, hầu như hết là dùng cái OneDrive, phải là cloud hết tất cả những cái dữ liệu. Hồi xưa mình còn quản lý cục bộ local từng mỗi cái site như vậy, mỗi cái server thì hàng ngày mỗi tối như vậy thì đâu khoảng tầm 11 giờ rưỡi đêm đó, bắt đầu mình làm cái store backup tự động, mình làm những cái task đó, tự động nó chạy backup những cái dữ liệu trên đó. Thì còn về cái server thì cho cái database của cái ERP thì cũng dùng những cái gọi là cái thường phải làm cái test, mình phải separate hai cái server thì mình làm cái DR recovery để mình lâu lâu mình test xem coi nó đồng bộ giữa hai cái, ngay cả những trường hợp giống như là bị động đất này nọ thì mỗi lần như vậy thì mình phải xử lý sự cố đó như thế nào. Thì khi mình có trường hợp như vậy là mình sẽ switch qua một cái DR server liền, là nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Mỗi như một cái server như vậy mình đặt ví dụ như một cái ở phía nam, một cái ở phía bắc, thì khi mà phía bắc này nó có bị động đất này nọ thì mình tự động mình switch qua cái đó thì nó ngay cả một cái ERP như vậy nó cũng sẽ không có bị ảnh hưởng, không có bị ảnh hưởng. Đó là những cái cơ bản chuẩn mực trong một hệ thống disaster recovery trước giờ anh em mình làm. Thì phần cuối cùng của anh Vinh có chia sẻ là cái phần cloud đó, thì nếu mà mình lên cloud thì toàn bộ cái solution provider họ sẽ đảm nhận việc đó hết cho mình. Thì anh Vinh cũng chia sẻ một cái lợi ích của việc là nâng cấp rồi những thứ đó, thì sau này IT mình sẽ rảnh rỗi hơn trong cái việc đó, đúng không anh Vinh? Tập trung vô là những phần khác, phát triển những cái automation nhiều hơn. Thì không biết là từ phía anh Hải thì có bổ sung thêm gì về cái phần disaster recovery này không anh? Thực ra là về các cái công nghệ về giải quyết các cái bài toán này, thì khi mình triển khai các cái hệ thống về ERP hay là cái hệ thống công nghệ ấy, thì bao giờ cũng phải tính đến cái việc là nếu mà phần cứng mà chết hay là có những cái yếu tố nào đó nó xảy ra thì làm thế nào. Thì bài toán một cái cách rất truyền thống thì nó là mình có DRDC thôi. Tuy nhiên là một cách lâu dài thì mình nghĩ là mọi người nên tính cái phần về cloud, vì là cloud thì nó giúp cho chúng ta cũng đỡ phải lo lắng rất là nhiều. Đúng rồi, đúng. Nó lại trả cái chi phí chúng ta bây giờ, thay vì chúng ta đầu tư một cục rất là lớn mà không biết là giá trị nó mang lại đến thế nào, thì chúng ta giải nó ra, chúng ta đầu tư nhỏ thôi, năm đầu ít và những năm sau thậm chí là chúng ta cảm thấy không hiệu quả chúng ta dừng lại, thì cái mức độ đầu tư nó còn đỡ hơn là việc chúng ta bây giờ cứ đầu tư theo cách truyền thống on-prem. Bản thân on-prem mọi người cứ nghĩ là an toàn hơn, nhưng on-prem bây giờ không an toàn bằng cloud đâu. Một số chia sẻ cá nhân. Có một cái câu hỏi không biết có ngoài lệ không một chút, nhưng mà thấy cũng hay, cũng có thể hỏi anh Hải, là từ bạn Nam, công ty VS Group, chức vụ là leader, thì bạn Nam là cũng làm từ công ty chuyển đổi, cũng làm dịch vụ chuyển đổi số. Thì theo ý bạn Nam nói thì về mặt kỹ thuật thì không có vấn đề gì, bạn có thể làm được. Nhưng mà cái phần khó là làm sao truyền đạt cho khách hàng, và có thể là giống như là chuyển giao cho khách hàng á. Thì đúng là cái phần đó khó, tạo cái sự ownership của khách hàng cho cái hệ thống á, để mà đơn vị triển khai có thể rút ra và người ta vẫn maintain được cái hệ thống và người ta vẫn hành được, tránh cái sự phụ thuộc rất lớn vào cái đơn vị triển khai. Thì thấy cái ý này cũng hay, là trong quá trình triển khai mình có những cái công tác nào đó để cho khách hàng có thể take ownership được cái system. Thực ra cái việc mà để cho khách hàng take ownership nói chung 100% thì khó, vì mình làm công nghệ thì mình biết có những cái mà cần những cái chuyên gia sâu bậc cao, trong khi doanh nghiệp mình phải phát triển, phải đầu tư đào tạo bao nhiêu năm, 10-20 năm mình mới có được những chuyên gia như thế, mới giải quyết được những bài toán như thế.
Đấy, còn tất nhiên công nghệ bây giờ thì nó cũng tiện ích, nó cũng khá là gần gũi, user friendly rồi. Hướng đến cái chuyện là người dùng làm sao mà họ có thể tự manage được cái hệ thống, tự config cấu hình thôi, không phải là phải code, không phải customize nhiều trên đấy. Thì đấy là cái lợi thế của các cái công nghệ bây giờ. Đấy, tuy nhiên là cũng phải hiểu là có những cái bài toán phức tạp thì vẫn cần đến cái đơn vị về chuyển đổi số như chúng ta. Đấy, vì chúng ta là những đơn vị tích lũy rất là lâu năm cái kinh nghiệm đó, bài học, những cái vấn đề sự cố nhiều khi chúng ta nhìn mà cái chúng ta biết ngay nó là cái gì thì giải quyết cũng nhanh, thay vì doanh Đúng nghiệp rồi. có khi họ phải đi tìm, họ phải hỏi một thứ rất là khó. Thì mình cũng không rõ cái đặc thù về về công nghệ sản phẩm của bên bạn như thế nào. Thì còn mình cũng thấy một cái ý bạn cũng hỏi thêm, đấy là cái việc mà cách thức làm là để thuyết phục được các cái nhà lãnh đạo của doanh nghiệp đấy, để đầu tư chuyển đổi số đấy. Vì mình bây giờ mình cũng, nếu mà về doanh nghiệp, về công nghệ thì mình cũng gặp một cái khó khăn tương tự thôi, làm nào truyền đạt để cái người lãnh đạo doanh nghiệp người ta hiểu đúng về chuyển đổi số để người ta đầu tư, vì bỏ ra một cái chi phí đầu tư về công nghệ thì nó không nhìn thấy ngay được giá trị, mình rất khó chứng minh được. Cái chuyện là anh đầu tư ngần này đồng thì ngày mai anh có ngần x nhân với ngần đấy đồng. Đấy, đấy là một bài toán chung của các cái công ty công nghệ chúng ta. Chúng ta cũng phải xác định là chúng ta đi trước về hiểu biết về công nghệ thông tin, thì chúng ta cũng hãy xác định là chúng ta sẽ cần phải mang tính chất là dẫn dắt dần các doanh nghiệp để người ta hiểu dần. Cũng không có ngay được đâu, không ngay lập tức mọi người hiểu được hết cái giá trị của chuyển đổi số đâu. Thì chúng ta cũng hãy cứ dần dần. Tuy nhiên là giải pháp nó nói là gọi là mình bán cái mình có, hay là mình bán cái khách hàng cho khách hàng những cái mà khách hàng cần, thì đấy cũng là một cái định hướng mà doanh nghiệp về công nghệ cũng như các doanh nghiệp khác cũng đều đều để ý thôi. Thì ví dụ như IMP chúng tôi thì chúng tôi không định hướng là bán những cái mình có, mình cố gắng là mình lắng nghe khách hàng và mình xem là khách hàng họ thật sự là nhu cầu họ là gì, và mình thậm chí mình nên định hướng cho khách hàng, bởi vì nhiều khi khách hàng nói chỉ ra hiện tượng thôi. Như kiểu bác sĩ đến thì chỉ gọi là gặp bệnh nhân thì nói triệu chứng thôi, nhưng mình phải nhìn sâu vào bên trong là cái triệu chứng đấy nguyên nhân gốc rễ nó là cái gì, thì mình tháo gỡ cho doanh nghiệp. Chưa chắc đầu tư một cái khoản tiền cực lớn vào một cái hệ thống lớn nó là giải pháp đâu, mà có khi phải tháo gỡ ngay từ những cái rất là nhỏ, từ những cái thói quen nhỏ, xây dựng những cái lộ trình nó đi nó dễ, gọi là êm ái, thay cho cái chuyện là gây sốc. Thì một chút chia sẻ với cùng là cùng nghề với nhau. Nói chung là sẽ có nhiều câu hỏi, mình sẽ cũng không trả lời hết được toàn bộ cái ý cho bạn Hoàng Anh, thì chắc là mình sẽ tư vấn sau, gọi trực tiếp. Thì trong cái buổi trao đổi này thì mình có những câu hỏi chung nhất, và nếu mà chi tiết quá thì mình có thể tư vấn thêm với IAP anh Hải ha. Có một cái ý rất hay mà em nốt lại để em tranh luận, không hỏi nữa mà tranh luận với anh Hải, với anh Vinh luôn, tại vì anh Hải anh Vinh cũng nêu ra cái ý đó. Cái ý đầu tiên anh Hải đề xuất luôn đó là chi phí cao. Anh Vinh cũng bảo là chi phí cao, anh Hải cũng bảo chi phí cao là cái rào cản. Em nói không phải, cái phần chi phí cao không phải là cái rào cản lớn nhất của doanh nghiệp. Thì không biết là cái ý đó thì anh Hải với anh Vinh nghĩ như thế nào? Mình đồng ý. Ok, Anh Hải đồng ý thôi. Hải trước Mình đồng ý, mình muốn nói về cái ý của sự đồng ý của mình ấy. Thực ra ấy, đối với doanh nghiệp thì cái chi phí không phải vấn đề nếu chúng ta chứng minh được giá trị. Đúng không? đúng rồi. Nếu mọi người mà có chỉ nó chỉ có một cái điểm khó là bây giờ bỏ ra một cái khoản chi phí không biết thế nào là cao với doanh nghiệp, ví dụ vài trăm, nhiều doanh nghiệp thì vài chục triệu, vài trăm triệu thì cũng là cao rồi. Nhưng mà nhiều doanh nghiệp thì khi bỏ ra nhiều tỷ thì cũng chưa là cao. Nhưng mà cái đó thì còn tùy. Thế góc độ mình thì mình phải làm nào để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về cái giá trị mang lại. Bởi vì nhiều khi bỏ tiền ra để mua một cái ô tô thì dễ nhìn thấy ngay, so giá trị ngay được, đúng không? Nhưng bỏ ra một cái hệ thống ERP thì không biết là 10 năm, 5 năm nữa nó mang lại giá trị bao nhiêu. Nếu đứng ở góc độ nhiều doanh nghiệp đầu tư, vì là nhà đầu tư yêu cầu, ví dụ nhà đầu tư nước ngoài, người ta bảo nếu ông không có ERP tôi không mua với cái giá Làm giá này, cái thế thì họ đầu tư theo cái kiểu như thế. Đấy, thì nhưng đúng mà là những cái giá trị thì chi phí lúc đấy không phải vấn đề.
Và so với cái mặt về đầu tư lâu dài đó mà nó ERP giống như một cái xương sống của doanh nghiệp đó. Tất cả gì một cái database, tất cả những cái phòng ban đều transfer về cùng một cái database, thì tất cả những cái size về cùng một cái database hết. Thì so về để mà đưa ra thời đại công nghệ thông tin thì về cái ERP nó mặc dù nó hơi hơi đắt, nhưng hơi đắt nha, nhưng mà so về những cái lợi ích nó mang lại, tất cả những cái đưa ra những cái quyết định, những cái gọi là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, thì với không có cái ERP thì rất là khó để đưa ra những cái quyết định mà chính xác và đúng đắn để mà phù hợp với là cái thời đại mới bây giờ. Tôi nghĩ là phù hợp thì em cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm của bản thân em thì cũng làm VIP cũng lâu đời thì có một khách hàng gọi cho em nói anh Thảo ơi lâu rồi chục năm trước rồi anh Thảo ơi em ngân sách có khoảng hai ba chục ngàn đô thôi anh Thảo có hệ thống VIP nào không làm cho em nói ok không vấn đề gì qua ngồi phân tích làm xong cùng chốt dự án 2 triệu đô bất quá bất ngờ luôn thì bản thân là trong đầu họ cũng không có chưa có hoặc là họ có thể khách hàng họ chưa thấy hoặc là họ không thấy hoặc là họ chưa hiểu thì mới trong đầu họ một cái định hướng vậy thôi nhưng mà khi mà mình đưa ra họ bài toán đưa ra những cái khó khăn đưa ra những cái giải pháp và mang lại cái lợi ích thì cho mình thấy được cái đầu tư nó là hợp lý và cho cái long term thì return on invest vẫn được thì tại sao mình đặt ra câu hỏi này tại sao mình chia câu hỏi này thì mình muốn gợi ý cho cái event tiếp theo thì mình sẽ làm cái event về tính toán cái hiệu quả đầu tư cũng như là ROI cho một cái dự án thì đó chủ đề thấy cũng rất là hot đó thì trong đầu tự nhiên đang đến ý đó mình sẽ làm một cái event về chuyện đó cho cái buổi tiếp theo thì quay về cái buổi này thì nếu mà chi phí không phải là cái quan trọng nhất vậy thì cái gì là quan trọng nhất thì anh Trí anh Bùi Đức Trí có đưa lên có vấn đề là văn hóa doanh nghiệp và cách nhìn của lãnh đạo mới là phức tạp và quan trọng nhất trong quyết định có đầu tư chuyển đổi số hay không thì không phải là không biết là cái mọi người cái diễn giả có đồng ý với cái ý đó không thì là cái văn hóa và cái lãnh đạo doanh nghiệp mới là cái điều phức tạp nhất Đúng rồi. sao đúng không thì Chính anh Chí đồng ý với anh Chí là đúng là cái văn hóa doanh nghiệp là cái quan trọng nhất thì đó nó sẽ là một cái buổi tiếp theo cái chủ đề tiếp theo của chúng ta về change management trong quá trình triển khai ERP thì nhiều doanh nghiệp họ cũng quên mất cái phần quản lý thay đổi nên là change management thì change management theo quản lý thay đổi thì sẽ có rất nhiều cái concept và sẽ có rất nhiều phương pháp để mình làm nhưng mà mình thấy trước là nhiều khi doanh nghiệp họ quên đi phần đó hay là không để ý phần đó thậm chí là có nhiều dự án rất là lớn đầu tư cũng gần 5 triệu đô trong cái dự án nhưng cuối cùng hoàn toàn không làm phần change management không có có thì có communication, có trao đổi, có truyền thông nhưng mà so what cái phần về những cái benefit, những cái lợi ích, những cái thứ khác thì có phải là làm nhưng mà không có đầy đủ. Ví dụ như là về về tư vấn triển khai hay là giải pháp thì họ tập trung vô build up cái system của họ thôi. Nhưng ở trong nội bộ lại thiếu mất cái phần change management. Thì mình nghĩ là cái phần change management nó sẽ là cái chủ đề thứ hai tiếp theo của chúng ta sau vấn đề về chỉ huy. Đúng không? Đúng. Thì tiếp theo chuyển đổi số không biết còn câu hỏi nào mà không biết là các bạn có đồng ý với cái ý đó không thì nếu mà các bạn không đồng ý hay là các bạn có ý khác thì mình sẽ cho comment câu hỏi cũng như là cái sự tương tác của chúng ta ở đây có một cái câu hỏi chắc là cho anh Hải đây là chuyển đổi số và số hóa là cứ nhập nhằng như ngày xưa là từ gì tin học hóa rồi Tinh học quá. thì bây giờ rất là confused thực sự là rất là confused rồi 4.0 rồi 0.4 thì trước khi chuyển đổi số thì doanh nghiệp cần số hóa trước vậy nhờ các anh tư vấn thêm về giai đoạn này để việc chuyển đổi số được hiệu quả cho anh Hải nhỉ Chuyển đổi số với số hóa, vừa nãy mình cũng có nói qua cái ý này. Thì
bản thân số hóa hay là tin học hóa thì nó sẽ là giúp cho mình là chuyển tất cả các cái thông tin của chúng ta các cái trên các hoạt động sản xuất kinh doanh từ các quy trình sinh ra từ các quy trình lên thành con số. Đấy, tuy nhiên là cái chuyển đổi số thì nó thay đổi cơ bản cả cái phương thức vận hành của chúng ta. Đấy, chúng ta lúc đấy thì không chỉ là theo những cái quy trình hiện có rồi đi cải tiến một chút để cho nó tốt hơn, mà chúng ta thay đổi gọi là transform đấy, thực sự là transform, thực sự là chuyển đổi cả cái thậm chí là mô hình kinh doanh của chúng ta. Đấy, nói thế thì nó hơi to tát vì nhiều khi doanh nghiệp khi nghe cũng thấy e ngại là bây giờ tự nhiên thay đổi hết cả thì cũng là thế nào, nhưng mà trong cái thời buổi cạnh tranh này thì chúng ta nhiều khi phải có những cái bước nhảy vọt thì mới mới vững được tồn tại được trên cái thị trường. Nếu chúng ta cứ cải tiến ngày một ngày hai mỗi năm một vài phần trăm ấy, thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà có thể nó chưa đủ, thì chúng ta cần phải thay đổi cái đó. Việt Nam bây giờ không nên quá phụ thuộc vào là công giá rẻ nữa, nhân công đắt lên thế thì bây giờ mình cũng phải tìm những cái phương pháp nào mà đỡ phụ thuộc vào con người đi. Đấy, thì sao thì cái công nghệ cái chuyển đổi số nó cũng vẫn là cái tiên quyết để chúng ta nghĩ đấy. Không biết có sót ý nào của anh Thảo không ạ? Em nghĩ là tương đối đầy đủ, nhưng mà nó sẽ phát sinh thêm câu hỏi mới cho anh tiếp theo nữa. Thì cái dấu hiệu nào nhận biết được doanh nghiệp mình có thể chuyển đổi số thành công? Dấu hiệu nào để nhận biết doanh nghiệp mình có thể chuyển đổi số thành công? Và quy mô như thế nào thì nên chuyển đổi số? Rồi. Và Dấu hiệu mà dấu hiệu nào sẽ thành công, quy mô nào sẽ thành nên làm? thì xin phép được trả lời cái phần về quy mô trước. Bởi vì mình nói về chuyển đổi số thì nói thật là quy mô nào cũng nên chuyển đổi số, từ những người mà kinh doanh cá thể. Bây giờ nhiều người kinh doanh cá thể người ta dùng công nghệ thông tin cũng mạnh lắm, người ta dùng cả các cái ứng dụng mà gọi là kinh doanh online, gần như là không cần phải dùng đến giấy tờ gì nhiều, tất cả mọi thứ là trên online. Đấy, rồi các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hoàn toàn mình lại có một cái lợi thế là mình nhỏ và cơ động, thì cái việc mà thay đổi cái văn hóa, cái thói quen ấy, sẽ dễ hơn rất nhiều những doanh nghiệp lớn cồng kềnh. Thì rõ ràng là cái việc mà chuyển đổi số thì quy mô nào chúng ta cũng nên thực hiện nó, và chúng ta nên bắt đầu với những cái bước chúng ta có thể thực hiện bằng cách là làm nhỏ thôi và nhân rộng lên. Với những doanh nghiệp lớn thì chúng ta có thể nghĩ đến chuyện đấy, ví dụ chúng ta làm trước ở một vài phòng ban. Nếu chúng ta cảm thấy là đầu tư một cái hệ thống lớn về thì nó chưa phù hợp tới thời điểm này, thì chúng ta làm theo kiểu là pilot, chúng ta làm thí điểm và chúng ta chứng minh được cái kết quả đó cho lãnh đạo họ nhìn thấy. Thì cái việc mà về cách thức sau này khi mà mình mở rộng ra nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thì còn cái ý tiếp theo về cái phần về dấu hiệu để doanh nghiệp có thể chuyển đổi số thành công ấy, thì vẫn cứ xoay lại cái câu chuyện về văn hóa thôi. Thì bản thân là chúng ta nhìn vào văn hóa, nhìn vào cách thức ứng xử của thứ nhất là lãnh đạo, về trước hết là cái mong muốn. Thực ra ấy, nếu mà nói về số hóa, tin học hóa thì nó chỉ cần mức độ mong muốn thay đổi, nhưng mà đến chuyển đổi số thì nó phải là khát khao, thực sự là khát khao thay đổi. Thì nó không chỉ là mong muốn đơn giản nữa rồi, và cái khát khao đấy thì mình nhìn mình sẽ nhận ra rất là dễ. Đấy, khi mà một cái người mà người ta đã khát khao thay đổi thì cũng rằng là những cái người hành động người ta, những cái lời nói đấy, nó sẽ đi theo, nó có mức độ rất là mạnh mẽ. Thì bản thân chúng tôi khi mà đi triển khai các cái hệ thống về chuyển đổi số cho doanh nghiệp cũng vẫn phải nhìn những dấu hiệu đấy, bởi vì mình đi triển khai mình mong muốn nó thành công mà, chứ mình không mong muốn là mình làm xong khách hàng bỏ tiền ra chi cho mình thật nhưng mà không dùng nữa, đắp chiếu để đấy, đấy một cái lãng phí, và không doanh nghiệp nào mà đi triển khai mà mong muốn như thế cả. Rõ ràng là chúng tôi cũng, đấy là một câu hỏi mà luôn luôn trong trong tâm trí là mình đến các doanh nghiệp và mình cũng phải đánh giá xem là có đủ các cái dấu hiệu để mình có thể thấy được là có thể chuyển đổi số thành công hay không, và ở mức độ nào thì nó sẽ dễ thành công hơn. Em cũng đồng ý với anh Hải, nhưng mà từ phía anh Trí, công ty Vina G1 thì
Không biết bộ phận có thể kết nối cho anh Bùi Đức Chí vô luôn call được không mọi người ơi? Để anh có thể trực tiếp trao đổi với các mấy bạn cùng nghề ở đây nè, anh Vinh đến cùng nghề. Thì anh Trí có nói là dấu hiệu cho thấy có thể chuyển đổi số thành công. Thứ nhất là lãnh đạo cao nhất, cái lãnh đạo phải phải support hay là rất là proactive, thứ nhất là lãnh đạo. Đúng Và rồi. chủ doanh nghiệp phải thích và nhận thấy phải chuyển đổi số. Thì cái nhu cầu là từ phía lãnh đạo, chỉ vì là đúng. Thứ hai là quy trình phải chuẩn hóa và rõ ràng. Và thứ ba là toàn thể lãnh đạo cấp trung phòng ban và ban quyết tâm cam kết thúc đẩy nhân viên. Thì em nghĩ là đó là những cái yếu tố rất tốt, rất đúng. Giống như anh Hải chia sẻ ngay từ đầu cái phần mà các thành phần cốt lõi về chiến lược là chắc chắn là phải ông chủ rồi, là về con người là chắc chắn là tất cả các phòng ban rồi, và về quy trình là tất cả cũng phải có rồi, và cuối cùng là công nghệ. Đó thì bốn yếu tố đó để mà chuyển đổi số thành công, thì anh Trí cũng đồng ý trên cái đó. Có một cái câu hỏi rất hay và rất dài ở đây chưa kịp đọc hết nhưng mà thấy nó hay à. Là anh Nguyễn Hoài Linh, không biết là công ty nào, FE FAI Files, FE Quỹ hay là gì đó không biết, FE Files. Theo mình biết là có một số cái bệnh viện đã thực hiện chuyển đổi số xong nhưng mà họ vẫn phải duy trì hai đội ngũ, một một quản trị giấy tờ, một quản trị hệ thống, và họ báo là hệ thống của họ thường xuyên bị tấn công và họ rất sợ ransomware. Thì bên anh, chắc là anh Hải hay anh Vinh gì đó, thì có gặp cái case khách hàng tương tự nào chưa? Nếu có thì các anh sẽ tư vấn như thế nào? Có phải thuê một cái đơn vị bên ngoài để làm bảo mật hay không? Hay là anh có cái bonus bonus để làm luôn trong gói triển khai luôn hay không? À, thì chắc là nhờ anh Hải chia sẻ. Thứ nhất là có cái case nào mà vừa phải duy trì quản trị hệ thống giấy tờ, một hệ thống quản trị, và một phải phải nếu như lên hai hệ thống, có nghĩa là có thể là phải thực hiện hai hệ thống song song hay không? Và ra là có chứ, cái này thì nhiều lần khác. Cái tình trạng mà chúng ta chuyển đổi số một nửa, một phần thì chúng ta vẫn chạy trên cái hệ thống công nghệ, một phần chúng ta vẫn cứ phải chạy cái trên cái hệ thống giấy tờ ấy. Thậm chí những cái thứ mà offline, mình nói chung chung là offline thì Thì nhiều anh thì theo anh tư vấn sao? lắm. Thực ra cái mong muốn thì mình vẫn muốn là các doanh nghiệp làm sao đẩy mạnh sử dụng công nghệ số được càng nhiều càng tốt. Thì rõ ràng là công nghệ số thì nó giúp nó nhanh rồi này. Thứ hai, một điểm mà mình đánh giá là nó không biết nói dối, cái đấy là cái mà mình đánh giá cao, là một cái hệ thống mà mang lại những cái thông tin nó chính xác. Đấy. Sai nó chỉ sai ở cái đầu nguồn thôi, chúng ta nhập sai thì kết quả chúng ta nhìn thấy ở trên thì sai, nhưng mà bản thân bên trong của nó thì nó sẽ không nói dối và chúng ta nhìn thấy cái sự trung thực trên hệ thống. Thế thì cái việc mà lo ngại về bảo mật ấy, cái đấy thì đương nhiên là đâu cũng canh cánh rồi, vì dữ liệu của chúng ta, thông tin của chúng ta, doanh nghiệp thì có thể nhìn nhận, có thể không không đến mức quá nặng nề như là ngân hàng tài chính hay là các hệ thống về dịch vụ công thì người ta ngại, e ngại hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì với các cái đơn vị lớn, kể cả chúng tôi cũng đi triển khai cũng rất nhiều các doanh nghiệp nhà nước, đấy, cơ quan nhà nước, khối tài chính ngân hàng, thì rõ ràng là cái bài toán bảo mật lúc đấy đặt lên cao và cái mức đầu tư của họ lên rất là lớn. Bảo mật đây về bảo mật cực kỳ nhiều lớp, bảo mật về công nghệ thông tin, thậm chí có cả những quy trình bảo mật đấy, của từng nhân viên một, họ các cái hành động của họ phải tuân thủ theo những cái quy định như thế nào để đảm bảo những cái bảo mật. Ví dụ như ngân hàng là chúng ta không thể dễ dàng mà forward email các cái thông tin một cách vô tội vạ ra ngoài được đâu. IT họ sẽ kiểm soát và họ sẽ ngăn chặn và sẽ có cảnh báo. Thì cái chủ đề bảo mật này có khi anh Thảo cũng nên làm một cái session. Chứ còn nếu mà nói ở đây thì mình cũng chỉ sơ Đúng sơ thôi. rồi, Chỉ sơ sơ đúng thôi, đó rồi. nguyên một cái mảng riêng. Thì bảo mật nó sẽ cloud sẽ giúp cho mình bảo mật tốt. À, cái này cái chủ đề thứ ba tiếp theo mình sẽ làm chuyện đó đúng không? Thì thay vì mình thất tham và mình rất nhiều chi phí để vấn đề bảo mật on-prem thì tại sao mình không
đẩy lên tận tận cloud dụng này. công nghệ cloud luôn. Đúng Với rồi. cả mình hiện tại trong đây là mình rất nhiều về sản xuất, nên là mình không có ngại vấn đề về cloud. Anh Chí ơi, anh có thể nói được rồi, anh có thể nói trực tiếp luôn cho mọi người ở đây. Bộ phận tổ chức đã kết nối anh voice vô rồi đó. Thì trước khi mình trao đổi tiếp thì em có một ý là mình đã quá thời gian 11 giờ rồi đó, thì không biết là mọi người có sẵn lòng để mà trao đổi tiếp không? Chắc 5 15 phút nữa vẫn được đúng không? Thì nếu mọi người đồng ý thì mọi người thả tim hay là thả like để cho mọi người tiếp tục. Chí ơi, anh có thể nói được rồi đó. Dạ, alo, dạ, chào mọi người, dạ, chào anh Thảo, anh Vinh, anh Hải. Chào chị. Tại chủ đề này thì nó cũng khá đang gần với bên công ty em là Pet VinoFans. Thì đang học hỏi BlueScope, cái đội ngũ mà triển khai wifi toàn nhà máy của em chính là partner của BlueScope. tình cờ ha, dạ. Em cũng gặp những tình huống như anh chia sẻ, nào là đang triển khai Ruby tới cái mức độ là chỉ mới nhập tay thôi, có nghĩa là ERP có rồi, cái core có rồi, nhưng cái layer 3 như anh nói đó là nó đang rời rạc, là làm với một đối tác trước đó, có nghĩa là họ họ làm một cái phần mềm về nhập liệu chuyển kho trước khi làm ERP, nên vào thì mình không có thể nào gọi là đập bỏ nó hết được. Thì tại sao em nói ý đó? Ý đó thì rõ ràng nó là chính là cái công cụ cho chuyển đổi số. Chuyển đổi số mình quan trọng là gì? Ví dụ có những cái máy scan lấy tất cả các hồ sơ chứng từ của kế toán, tại xương sống của ERP chính là tài chính kế toán, mà có số liệu trước cái đã, rồi để mình ra bơm mình mới ra các cái giải pháp liên quan, rồi để tính các cái cost real time đó. Thì nó rất là một câu chuyện rất lớn, nên là cái phần chuyển đổi số thì quay lại góc nhìn cũng là từ lãnh đạo, người lãnh đạo họ họ phải thấu hiểu được cái giá trị mang lại, và giá trị đó thì một cái người IT manager hoặc là một cái CEO đi nữa thì cũng rất là khó để mà ra một cái hoạch định mà sẽ mang lại cái benefit hay là cái lợi nhuận mang lại từ cái việc đầu tư này là bao nhiêu. Đó. Mà ban đầu là anh phải biết đó là xu hướng rồi, nó mang lại những lợi ích ban đầu có thể là vô hình chưa thấy được, thì dần dần á mình chuyển đổi được rồi thì mình sẽ thấy được cái lợi ích đó. Thì có những cái bài báo khoa học em nghiên cứu để em trình cái độ khả thi dự án thì ai cũng nói là hơn 18 tháng hết, là 18 tháng mới nhận thấy được là một cái hệ thống thông tin bình thường, chưa chắc là ERP nữa, ERP có thể lâu hơn mang lại cái hiệu quả. Thì cái và cũng có tham dự một cái hội thảo mà anh Trương Gia Bình của FPT á cũng từng có nói là cũng có rất nhiều câu hỏi là đầu tư lớn vậy rồi như thế nào, mang lại lợi ích như thế nào. Anh chỉ phán một câu thôi là thôi, nếu mà anh hỏi là lợi ích như thế nào thì khỏi khỏi chuyển đổi số à. À, vậy thôi, đó là tôi FPT tôi sẽ chuyển đổi số. Còn cái câu hỏi của các bạn Linh nãy ghi chữ FAI thì em nghĩ tới FPT, mà cử chữ BV thì chắc em đoán là bệnh viện Chợ Rẫy. Thì em cũng có hỗ trợ cho bên đó, thì em biết được là phải duy trì cái việc nhập tay và vận hành hệ thống, thì do là chưa có một cái lộ trình phù hợp và nó mới tới một cái giai đoạn mình gọi là UAT á, là chỉ là test và người ta User. sợ và chuyển đổi ở đây là như nãy anh Thảo nói phải có một cái chủ đề là change management, là change management là bao gồm cả con người nữa cơ. Mình đưa hệ thống mới vào thì con người đó phải thích nghi với hệ thống mới, chứ mình không phải là nói sa thải họ. Phải được training bài bản, phải Dạ được. đúng rồi, training đây bài bản và họ chấp nhận nữa, họ phải chấp nhận hệ thống đó. Những người làm giấy ở đây có là những người không chấp nhận hệ thống đó, thì cái đó vai trò của lãnh đạo là những cái người phải 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 hiểu rõ cái chuyện này và phải sắp xếp bố trí lại các cái công việc cho nó phù hợp và để chuyển đổi số mình mới thành công. Thì một vài cái chia sẻ tại thấy mấy anh em chia sẻ thì cũng rất là hay và cũng thấy là muốn góp thêm nha. Ok. Thì một cái ERP thì nó cũng hơi khá là phức tạp và concurrent, thì nó cover hết tất cả những cái function, những cái transition hết tất cả. Thì trước khi mà được sử dụng nó mà được tốt thì phải phải có một cái được đào tạo, được bài bản, phải document lại hết tất cả những cái quy trình, những cái process, từng bước sử dụng nó như thế nào, để mọi người mình phải develop gọi là những cái key user này nọ để họ có thể đào tạo lại những người sau để mà vận hành được cái ERP cho nó tốt. Thì
mọi người mới có hứng thú xài được cái ERP, chứ nhiều khi triển khai đưa ra nhưng mà thấy khó sử dụng quá, transaction đầu này nó khó quá nên là nhiều người không có được đào tạo bài bản sẽ bỏ lơ qua, không có dùng cái system. Yeah, em cũng chia sẻ thêm thì cái anh Vinh nói đó là về kỹ năng, còn cái vấn đề mà em lo ngại nhất thì em đã đang triển khai cái giai đoạn trước, có nghĩa là đi sau hơn anh Vinh á, là cái khó khăn nhất của em chính là yếu tố con người, đó là họ không chấp nhận anh, có nghĩa là họ không chịu thay đổi. Có khi anh chỉ nói họ là ra bàn căn chỉ bấm giùm em cái nút này thôi là nó tự động ghi nhận các camera, chụp lại hết và nhận diện luôn mã số xe, đúng không, căn nó ra luôn, nhưng họ không chấp nhận. Đó là cái train management về vấn đề về quản trị nhiều hơn. Thì em là từ gốc kỹ thuật lên, nhưng mà em gặp vấn đề đó em phải đi học những cái khóa để giống như anh Hải đây là có cái kinh nghiệm đó, chứ mình ép người ta không được. Cô thư ký thì cổ không thể nào nhớ được một số cái thao tác, cổ chỉ là chân dài ngồi đó thôi nên là phải có những cái biện pháp khác, đúng không, để họ scan, không cần nói to tác gì, scan hồ sơ thôi là đã khó rồi. Họ không chịu, không chịu scan, nói tôi đó giờ tôi chỉ đưa đi trình ký rồi tôi không có scan gì hết. Mình có thể đưa ra những cái gọi là khi mà đánh giá performance đó, mà mình có thể đưa ra những gọi những cái KPI, những cái task đó, sao sao cho họ 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 làm được việc trên cái những cái transition đó, cái trong trong cái bộ phận của cái phòng ban đó thì mới 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 được. Chứ nhiều khi họ không có chấp nhận, có khi phải thêm việc này nọ, họ lo ngại cái phần đó. Em gọi là chính sách động lực đó anh, em làm chính sách động lực luôn rồi đó, là ken một ngày bao nhiêu bộ hồ sơ, ai nhập liệu gì là thưởng luôn á, mà cũng rất là khó anh, tại vì người ta có một cái bộ phận họ chống đối là cái chuyện đó, thì họ sẽ gọi là truyền không theo hướng là chuyển đổi số xong các bạn sẽ bị mất việc chẳng hạn đi, nhưng mà chính cái bộ phận họ sẽ bị thay thế nhiều nhất là các bộ phận hồ sơ á, thì sẽ làm một cái xung đột của giữa các cái bộ phận với nhau. Thì em chia sẻ thêm cái yếu tố về xung đột về từ trong tổ chức khi triển khai chuyển đổi số. Đúng, vấn đề đấy khá là nóng, nhiều cái cũng nhạy cảm hết, vì trong doanh nghiệp cũng có nhiều thành phần gọi là cây đa cây đề, những hòn đá tảng có mối quan hệ rất là đặc biệt, nên chúng ta cũng phải chấp nhận những cái thực tế. Nhưng thế mình mới nói là cái chuyển đổi số nó đòi cái người đòi hỏi người lãnh đạo nó phải có sự khát khao thay đổi. Như người ta khát khao thay đổi thì người ta làm được nhiều thứ lắm, người ta ủng hộ những cái này nó nhiệt tình lắm, và những cái mà chúng ta đưa lên thì nó mới có nhiều giá trị, nhiều tác dụng. Còn cái chủ đề change management thì hy vọng nó sẽ còn nhiều chia sẻ để mọi người có thêm nhiều nhiều cái hứng thú thì chia sẻ với em với anh luôn. Là ngày xưa em cũng làm Tân Hiệp Phát, thì đơn vị sản xuất bia nước giải khát, thì ông Dr. Thanh ông chỉ nói một câu đơn giản thôi, giờ anh không làm thì anh đứng ra ngoài vậy thôi. Thì về phía những cái công ty tư nhân thì họ có cái strong message như thế, nhưng mà đối với những cái công ty về mặt tổ chức hay là nhà nước hay là đơn vị khác thì họ có những cái cách làm việc khác, một cái thuận lợi và khó khăn riêng. Ví dụ về mặt phía anh Vinh, đơn vị multinational lại có những cái thuận lợi và khó khăn riêng, thì em nghĩ là cái chủ đề đó mình sẽ trao đổi rất nhiều về cái sự xung đột. Có bạn Hồng Nguyễn này, vấn đề về xung đột có thể xảy ra nhưng khối doanh nghiệp tư nhân thì thấy điều đó có thể giải quyết được, chứ doanh nghiệp nhà nước cổ phần thì đúng là vấn đề gây ra cái đề. Ok. Thì mình cũng chia sẻ em là có những cái trường hợp là mình train đến những cái anh mà lớn tuổi phải ghi giấy vô từng cái nốt vô giấy, thì họ cũng rất là muốn chuyển đổi nha, họ rất muốn làm, nhưng có thể là về hạn chế về mặt trình độ và tuổi tác á, vẫn bị ghi, thì mình vẫn cố gắng là mình giúp đỡ chia sẻ, phải ngồi side by side luôn, đi triển khai và ngồi side by side, anh mở màn hình này lên nhấn nút này, lúc này mình từng bước. Thì em nghĩ là cái sự nhiệt huyết hay là cái sự cố gắng của mình á, và có kế hoạch cụ thể và hiểu được cái tâm trạng và trạng thái á, thì đều có giải pháp để vượt qua hết. Thì vấn đề là mình chưa hiểu và mình chưa có được cái sự đồng cảm với họ để mà overcome. Chắc chắn là không người nào muốn thay đổi á, tại vì thay đổi là ra khỏi vùng an toàn của mình rất là khó khăn. Thì làm sao cho họ có được cái sự tự tin, xây dựng cho họ được cái sự cảm thấy an toàn khi ra khỏi vùng an toàn thì họ sẽ đi ra thôi. Thì đó là cái câu chuyện về chuyện về change management. Bên cạnh chuyển đổi số thì chủ đề change management cũng là một yếu tố mà mình thấy là chưa có nhiều người để ý tới. Thì em nghĩ là cái chủ đề tiếp theo là
bản bình từ Balas có là đào tạo và training rất quan trọng, nếu không họ không chịu làm đâu. Chính xác. Đúng rồi, đào đúng tạo rồi. training test testing rồi đủ thứ, nhưng mà cái ý của anh Trí á, là nó chống đối, nó không làm chứ mà nó không làm. Thì em cũng gặp trường hợp đó là mạnh lắm, ok không làm đúng không, tuyển một em nhân viên mới ra trường thôi, định vô bộ phận đó làm người nhập liệu cho cái nhân viên đó thôi. Đó thì xin dự án thành ra rồi không chịu nhập liệu, cho anh nhân viên cài cắm anh giật nhập liệu vô luôn, cứ sau nhập liệu hết thì cuối cùng là ông kia ông không có số liệu, không làm được gì hết, tự nhiên ông bị isolate ra khỏi cái tổ chức luôn, rồi sau đó các cái cập tự nhiên đúng mất rồi. Thông tin, mất quyền lực, tự nhiên là mất khỏi cái system liền. Nhưng mà nó phải từng bước anh không thấy luôn, thì em thấy cái bạn đó, cái doanh nghiệp đó làm rất là hay. Ok anh không làm đúng không, tôi giúp anh, à tôi giúp anh khó khăn đúng không, tôi giúp anh, tôi tuyển cho một người cài cắm như đó, mà cái người đó là lính của tôi ha, anh không nhập ha, anh cứ phòng giấy anh cứ làm đi, anh đưa phòng giấy này tôi nhập vào hệ thống, từng bước từng bước. À, anh không vẽ quy trình đúng không, tôi vẽ quy trình giúp anh ngồi anh vẽ quy trình đi đó, từ từ cuối cùng là mình lấy hết cái knowledge ra rồi, realize trên system rồi, thì vấn đề gì còn gì nữa đâu, không còn gì nữa hết. À, không cắt cho anh ngồi chơi, cho anh lên làm ban tư vấn hay là ban nhận xét. Thì rất là nhiều cách làm cái đa cái đề, mình cũng đã thấy việc đó rất hay. Cái ban tư vấn rất là hay nha, Hải, nhìn. Cái ban tư vấn rất là hay, đưa hết vô ban tư vấn. Ồ, anh, cho anh lên chức, anh đang trưởng phòng đúng không? Cho anh lên chức phó tổng giám đốc luôn, vô ban tư vấn. Thì tự nhiên system nó quật, người kia cũng lên chức và giải quyết được bài toán cái đa cái đề cũng như là CCO, CC gì đó giống như giới trẻ nói. Mình cái vấn đề đó. Cái phương án nó không quá nặng nề, cũng thấy hiệu quả phết. Đấy là cho người ta tự số ổ ấy. Bây giờ khi mà làm cái hệ thống ấy thì số liệu nó lên rất là nhanh, móc một cái đống báo cáo để lên là nó hiển thị, có khi chạy thành con số như chứng khoán luôn, là từng công đoạn một các anh nhập có chính xác không, nhập có kịp thời hay không, điểm bao nhiêu lên là biết ngay. Thế là hiển thị lên thì thấy bộ phận người ta làm thì nhanh xanh, thế mà anh thì cứ đỏ suốt thế, không biết xấu hổ đâu rồi là nó cải thiện. Một cái ERP thì nó có nhiều cái function nó liên kết với nhau, tất cả những cái thông số nó liên kết với nhau hết, mà nếu mà một trong một cái bộ phận con người mà không có chia sẻ thông tin, không có nhập vào thì nó sẽ impact tới những cái function khác, những cái department khác, thì ảnh hưởng tới P&L này nọ. Thì mình có thể đưa ra những cái ảnh hưởng, liệt kê ra những cái ảnh hưởng mà nó bị ảnh hưởng tới những cái phòng ban khác này nọ, thì mình có thể đưa ra và bắt người khác, người đó phải làm, phải chia sẻ những cái thông tin, phải nhập vào những cái gì. Ok, chắc là mình hết dịch là mình ngồi cà phê một bữa nha Chí, Vinh với anh Hải. Thì anh Hải ở ngoài Hà Nội thì không tham gia được nha, ráng chịu, nhưng mà Chí Sài Gòn nè, Vinh Sài Gòn nè, ba anh em ngồi lại tâm sự đàm đạo. Thì chắc chương trình là 11:17 phút rồi, quá gần 20 phút rồi. Thì nghĩ là cảm ơn chương trình đã mình có cái chương trình quà tặng cho những cái các bạn tham gia mà có đặt câu hỏi cho anh Chí, bạn Khôi, Tiến Võ, Hoàng Anh, Đỗ Tuấn, bạn Nam và bạn Nguyễn Hoài Linh. Thì các bạn có thể liên hệ với bạn Trần Thị Thu Hà với số điện thoại hiển thị trên màn hình ha, để mình có những quà tặng là như là cái bình nước nóng ở cái bình giữ nhiệt và rất là nhiều cuốn sách với một cái túi. À, có bốt lên rồi. Và cái chủ đề tiếp theo mình cũng đang rất là muốn ấp ủ và mình có thể làm tiếp theo. Đó là cái phần tính toán, cái phần so sánh chắc thôi, nãy thấy cái phần chi phí nó hay hơn. Thì cái chủ đề thứ hai là tính toán hiệu quả đầu tư nè và quản lý thay đổi trong quá trình triển khai. Thì hai chủ đề này là cũng thấy là cũng đang là nhiều người quan tâm. Thì không biết là theo anh thì làm cái số 2 trước hay số 3 trước? Em mấy anh? Mình chọn mình làm luôn. Số 2 nhỉ? Số 2 có vẻ là
giờ cũng nhiều khách hàng cũng sẽ cân nhắc về cái hiệu quả tính toán về cái ROI để đầu tư về cái ERP thì Ok. Ok, nếu vậy thì mình chốt mình sẽ thực hiện cái chủ đề số 2, tính toán hiệu quả đầu tư về hệ thống. Thì nếu mà chủ đề đó thì anh Vinh với anh Hải là tham gia luôn nha. Thì từ phía góc nhìn từ người sử dụng nè, từ phía góc nhìn là người triển khai nè, đúng không? Còn mình là từ góc độ về chúng ta cung cấp giải pháp thì mỗi người họ sẽ nhìn có một cái hướng nhìn khác nhau về về mặt hiệu quả. Mỗi phòng ban họ sẽ tính toán hiệu quả. Thì có thể phương pháp nó sẽ đúng cho trường hợp này, nó sẽ không đúng cho trường hợp kia, thì mình mang tính open và trao đổi. Thì thông thường cái hiệu quả đầu tư được mình có thể tính dựa trên những cái KPI mình đặt ra trong quản trị hệ thống, ví dụ như là KPI về tăng trưởng doanh thu, KPI về quản lý tồn kho, KPI về đơn giá bán. Đó, ví dụ thế, thì việc mà triển khai ERP nó sẽ giúp cho mình cải thiện những cái KPI đó như thế nào, ra được bao nhiêu số tiền, thì mình tổng hợp lại mình tính toán rủi ro. Đó là một cái cách tính đơn giản, nhưng mà một cái rủi ro mà mình không dám confirm hay là xác nhận là khi triển khai ERP xong là doanh thu anh sẽ tăng 10%, ví dụ thế. Không không mình không thể thể làm trao đổi được như thế. Đó, đâm ra là cần cái sự trao đổi. Thì khi mà trao đổi với khách hàng về ROI thì rất nhiều khách hàng có sự tương tác rất là lớn lớn về chuyện đó. Anh có dám chắc là đầu tư anh Hải có dám chắc là đầu tư ERP xong là giảm tồn kho được 10% không? Dám đúng không? Như mình mới lấy mục tiêu, nếu mục tiêu giảm 1% hay 5% thì con số là bao nhiêu, hoặc là những chỉ số về Nó là improvement. mình không không cam kết nhưng mà mình thấy nó nằm trong tầm tay của doanh nghiệp Đúng rồi, và chính xác, doanh nghiệp đúng rồi khả năng quản trị đúng họ rồi tốt đúng rồi chẳng qua họ không ok 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 mua ok thuốc. vậy thì mình làm sẽ xem sao ha. Rồi các bạn nhanh tay đăng ký và mình sẽ cố gắng làm ngày 25 tháng 8, nhanh nhất có thể, cố gắng mọi người tham gia. Mình sẽ hot cái chủ đề đó nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là buổi chia sẻ ngày hôm nay về giải mã lộ trình chuyển đổi số hóa cho doanh nghiệp sản xuất. Mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn anh Vinh từ Blue Scope Skill đã có cái sự chia sẻ rất là chân thành và cho cộng đồng đang trong phần khó khăn, thì cộng đồng cũng thấy được là Blue Scope, một đơn vị MNC, đã triển khai và sử dụng hệ thống ERP như thế nào và lợi ích ra sao, những khó khăn đạt được. Cảm ơn anh Hải từ ERP cho mình thấy được là mình nên rào cản là gì, Scope là sao, và nếu mà cần thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ trực tiếp với anh Hải để xin thêm tư vấn, và anh Vinh để cà phê. Ok. Mà mình ra Hà Nội là mình sẽ cũng gặp nhau để mà cà phê luôn nha. Rồi, Mọi người, bye bye. bye bye.